Chào, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Và như chúng ta cũng đã biết thì buổi sáng ngày hôm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo đã chính thức cho ra mắt đề thi minh họa của môn Ngữ văn trong năm 2024 này. Và chắc hẳn rằng là sau khi mà có đề minh họa ở đây thì chúng ta cũng đã phần nào yên tâm hơn cho việc ôn tập theo đúng cái cấu trúc đề mà năm nay sẽ xuất hiện ở trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 đúng không ạ. Không biết là các bạn thì đã xem đề này hay chưa, nhưng mà hiện tại thì chị Hiên đã đang có đề đề thi minh họa ở đây rồi và rất hy vọng là với cái sự gợi ý ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với nhau, chúng ta sẽ cùng với nhau có những cái định hướng để các bạn làm sao có thể ôn tập ở trong một cái thời điểm gọi là trong cái giai đoạn nước rút này thì các em sẽ ôn tập một cách chính xác nhất, được không ạ? Rất hy vọng là như vậy. Không biết là bây giờ thì chúng mình đã có thể có mặt ở đây chưa? Không biết là các em đã có mặt ở đây chưa ạ? Và các em ơi, chị sẽ dành tặng cho các bạn cái file đáp án, gợi ý đáp án của đề minh họa này. Các em sẽ comment tại đây là em muốn nhận cộng thêm với việc là tác thêm ba người bạn của mình và chia sẻ công khai phần phát trực tiếp này để một lát nữa nếu như chúng mình muốn tham khảo thì các em có thể nhắn tin về để chúng mình nhận cái đáp án mà học văn chị Hiên đã chuẩn bị cho chúng mình nha. Được không nào? Rồi xin chào anh Thư, xin chào em, xin chào các bạn. Chúng mình ơi, có lẽ là bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem đề minh họa của năm nay nha. Về cơ bản thì các bạn có thể thấy là đề thi của chúng ta vẫn sẽ gồm có hai phần. Đó là phần đọc hiểu và phần làm văn Phần đọc hiểu thì vẫn chiếm 30% số điểm Và phần làm văn thì chiếm 70% số điểm Ở phần đọc hiểu vẫn là cấu trúc cho một ngữ liệu Sau đó yêu cầu các bạn trả lời 4 câu hỏi về ngữ liệu này và bốn câu hỏi này thì sẽ là bốn câu hỏi thuộc các cái cấp độ nhận biết, vận dụng, nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Được không ạ? À? Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao thì các em sẽ chú ý giúp chị là vẫn là giống như những năm trước thôi chúng mình ạ. À. Ở đây thì các em có thể thấy là chưa có cái gì là thay đổi cả. Mà gì ạ? À? Mà vẫn sẽ là gì? Vẫn sẽ là à, vẫn sẽ là một cái cấu trúc đề như vậy thôi. Ok chưa? Sau đó thì chúng mình sẽ có phần làm văn. Thì ở phần làm văn này chiếm 30 70% số điểm. Các em có thể thấy là chúng ta vẫn sẽ có hai câu. Câu 1 là gì ạ? À, câu 1 là gì? Câu 1 là gì đây ạ? Là nghị luận. Nghị luận gì ạ? Nghị luận xã hội. Và ở đây thì các bạn có thể thấy là vẫn là cái cấu trúc vẫn là một cái cấu trúc rất là quen thuộc. Cái cấu trúc gì ạ? Trình bày suy nghĩ về khía cạnh của một vấn đề. Và câu 2 các em ơi đây có lẽ là cái câu mà các bạn quan tâm nhiều nhất chăng <laughs> bởi vì là chúng ta có thể thấy là trong cái đề minh họa này thì ai đã đặt tên cho dòng sông của tác giả hoàng phủ ngọc tường đã xuất hiện và có rất nhiều bạn đưa ra một cái dự đoán của mình rằng nếu như ai đã đặt tên cho dòng sông mà xuất hiện thì có lẽ là năm nay sẽ là một tác phẩm văn xuôi thế nhưng mà chị hiên sẽ lấy luôn một cái ví dụ gần nhất cho chúng mình năm trước đề thi minh họa của chúng ta vào bài gì các em biết không năm trước đề thi minh họa của chúng ta là vào tác phẩm việt bắc của nhà thơ tố hữu thế nhưng mà sau đó thì cái đề thi chính thức đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức thì lại vào gì vào vợ nhặt vậy nên nếu như chúng mình cứ giữ một cái phỏng đoán rằng là nếu như trong đề minh họa xuất hiện văn xuôi thì trong đề thi chính thức sẽ xuất hiện cũng là văn xuôi thì chị cho rằng đó là một cái phỏng đoán không có căn cứ và đó là một cái phỏng đoán rất là nguy hiểm với chúng ta ở giai đoạn này đấy nhá chị hiên vừa lấy một cái ví dụ rất điển hình nhá như năm trước đấy ạ lấy một ví dụ rất điển hình năm trước đề minh họa là ra việt bắc mà là vào thơ mà nhưng mà cuối cùng thì cái đề thi chính thức của chúng ta thì lại vào vợ nhặt thế năm nay nếu như cái đề minh họa của chúng ta mà đưa ra là một cái trích đoạn trong ai đã đặt tên cho dòng sông của hoàng phủ ngọc tường sau đấy thì các em cứ khăng khăng rằng là sẽ ra văn xuôi nhưng đến lúc mà vào một bài thơ thì chị thấy nó cũng là điều rất là bình thường ạ Vậy nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là không phải là ở đây trong cái đề minh họa này câu nghị luận văn học đưa ra là một tác phẩm văn xuôi thì chúng ta sẽ chắc chắn 100% là tác phẩm văn xuôi đâu các em nha. Chị vừa lấy ví dụ của năm trước rồi đấy. Thế nên là liệu mà ôn chứ đừng có để cho mình rơi vào một cái tình trạng là trời ơi tại sao tôi dự đoán như thế mà lại không chính xác. Đấy, ok chưa? thế thì về bản chất thì nếu như các em nhìn đề này thì chị nghĩ là rất là vừa sức với các bạn hợp lý và với cái cấu trúc thì vẫn giống như năm trước thôi vẫn giống như năm trước không có gì thay đổi cả và đương nhiên cũng chính vì vậy mà việc chúng ta đã cùng với nhau chuẩn bị và ôn tập từ đầu năm là một điều hoàn toàn chính xác với định hướng ở thời điểm hiện tại và với cái sự xuất hiện của đề thi minh họa này thì lại càng củng cố cho việc là chúng ta đang ôn đúng Nhớ nha, chị chỉ nhắc lại các bạn một lần cuối cùng. Gần 200 bạn đang ở trong phần phát trực tiếp này. Đấy là trong cái câu 2 của phần làm văn này, ở trong đề minh họa xuất hiện một văn bản, một cái tác phẩm là văn xuôi thì không có nghĩa là trong đề thi thật, trong đề thi vào cuối tháng 6 này sẽ là một tác phẩm văn xuôi đâu. Bởi vì chị lấy ví dụ cho các em là ngay như năm trước đấy. Các bạn nhé ngay như năm trước ạ. À, năm trước là đề thi minh họa là vào việt bắc thế xong rồi cuối cùng là đề thi thật là vào vợ nhặt nên là các bạn phải hết sức là cẩn trọng à rồi <laughs> gì đây chị ơi năm nay minh họa cho vào chuyện sao lại là chuyện đây đâu phải là chuyện đâu đây là thể ký mà thế tức là đề chính thức cũng là chuyện chị vừa nói xong chị vừa nói xong luôn <laughs> phải không chị vừa bảo là không có nghĩa là như thế bởi vì là lấy ví dụ như năm trước đấy như năm trước là đề thi minh họa là là thơ mà là việt bắc mà thế nhưng mà cuối cùng thì đề thi thật lại là vợ nhặt mà thế nên là thành ra là các em ơi các bạn đừng để cho mình bị rơi vào cái tình trạng là thiếu cái sự chủ động nhá bởi vì là không có nghĩa trong đề xuất hiện là như thế mà ở trong đề thi thật là như thế đâu không phải như vậy đâu ạ à nên là có thể vào bất cứ một cái tác phẩm nào và điều quan trọng là các em sẽ cần phải học các bạn sẽ cần phải ôn các bạn sẽ cần phải chuẩn bị hết giúp chị những bạn nào muốn nhận đáp án hướng dẫn làm bài thì các em sẽ thả tim yêu thích cái phần phát trực tiếp này và chia sẻ công khai để nhận cái đáp án gợi ý nhá chị dự đoán các tác phẩm của năm nay đi ạ à. duy khánh ơi nói chung là cũng hên xui thôi cái này thì từ từ phải để giai đoạn cuối đã nhưng mà chắc là những người như duy khánh thì thích dự đoán lắm đúng không em À, có khi nào văn xuôi năm nay cho thơ không chị <laughs> cái đấy thì chị không biết được chị chỉ nghĩ rằng là việc của chúng ta bây giờ là cần phải ôn tất cả các tác phẩm thôi chị nghĩ thế đấy là cái điều quan trọng nhất các bạn ạ bởi vì nếu như chúng mình mà không dành thời gian để ôn tập thì các em cũng biết rồi năm nay là một cái năm rất là gắt gao đấy bởi vì sao năm cuối cùng thi theo chương trình cũ đúng không ạ Đương nhiên năm sau thì đối với những bạn nào mà không may mắn thi lại thì vẫn sẽ tổ chức để cho các bạn thi theo chương trình cũ thôi. Nhưng nhưng các em cũng phải thừa nhận một điều là chúng mình muốn ôn tập lại thì ai sẽ là người ôn? Khi mà bây giờ chúng ta đều đang tập trung để xoay và thay đổi theo chương trình phổ thông 2018 rồi. Đúng chưa? Thế nên thành ra là các em ơi, năm nay mình hãy thực sự quyết tâm lên. Và hãy nghĩ rằng đây là một cái cơ hội cuối cùng. Hãy làm một cái bài thi thật là tốt để đạt được số điểm thật là cao. Các em phải quyết tâm lên, các em phải sôi lên. Chứ còn bây giờ mà cứ tình trạng ì ạch như thế này thì chị cũng không dám chắc là bao nhiêu phần trăm các bạn ở đây sẽ đạt được cái số điểm tốt đối với môn văn. Chị nói thật là như thế. Được không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ có một số những cái gợi ý cho đề này nhá. Và các em cũng đã biết được rằng là ở đây nếu như các bạn chú ý thì các bạn cũng đã thấy được chị đã phân tích rồi. Cấu trúc đề của chúng ta đây ạ, à, các bạn nhìn vào đây thì các em vẫn sẽ thấy là cấu trúc đề của chúng ta thì vẫn giống với những năm trước thôi. Vẫn sẽ có phần 1 đúng không? Là gì ạ? À? Là phần đọc hiểu. Ở trong phần đọc hiểu này thì các bạn vẫn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái gì ạ? À? một cái ngữ liệu được cho này cộng thêm với đó là bốn cái câu hỏi đúng không ạ ngữ liệu được cho và bốn câu hỏi ở đây đúng không ạ <laughs> Ôi đồi, rất xin lỗi các bạn đấy chưa gì đã hát chơi rồi <laughs> à để cấu trúc phải tương đương chứ em ơi cấu trúc sẽ tương đương đấy cấu trúc sẽ tương đương em nha cấu trúc sẽ tương đương ạ à? có nghĩa là vẫn sẽ theo cái này quan trọng là vào cái nội dung gì thôi còn cấu trúc thì vẫn sẽ tương đương em nhé được chưa nào nên là các em yên tâm cái điều đấy thì ở đây chúng ta sẽ có là ngữ liệu cộng với bốn gì ạ à? và đi kèm với đó là bốn câu hỏi bốn câu hỏi ở đây thì sẽ vẫn theo các cái cấp độ đó là nhận biết này đó là thông hiểu này đó là vận dụng này và đó là vận dụng cao này. Đó. Thì các bạn có thể các bạn sẽ học những cái kiến thức là các bạn bám sát vào những cái phần này giúp chị nhá. Các em bám sát. Bây giờ là có đề minh họa rồi là chúng ta không học gọi là nói thẳng luôn là bây giờ ví dụ như đối với cái câu nghị luận văn học chẳng hạn thì chúng ta làm sao mà học theo cái dạng đề là so sánh được? Chúng ta phải trọng tâm vào dạng đề phân tích cảm nhận chứ bởi vì là ở trong cái phần chúng ta có ở đây thì cái phần 2. Đây ạ, à, các bạn sẽ chú ý giúp chị nhá. Đây là phần 1 này. Chúng ta sẽ có phần 2. Phần này chiếm 7 với phần trăm số điểm là phần làm văn. Đó. Câu 1 là nghị luận xã hội. Thì các em chú ý giúp chị là câu này là hai điểm và cái đề của chúng mình ở thời điểm hiện tại vẫn sẽ là gì ạ? đề của chúng mình hiện tại vẫn sẽ là à bày tỏ cái suy nghĩ về khía cạnh của vấn đề. Khía cạnh của vấn đề là như thế nào thì chắc hẳn là các bạn cũng đã biết rồi, đúng chưa nào? Khía cạnh của vấn đề. Câu số 2 chúng ta sẽ có ở đây vẫn sẽ là dạng đề phân tích cảm nhận. Đúng không ạ? Và vẫn đưa ra một trích đoạn sau đó thì yêu giải quyết một cái yêu cầu nâng cao ở đây vẫn là như thế thôi y hệt như cái cấu trúc đề năm trước của chúng ta thôi cái vấn đề bây giờ đặt ra là cái nội dung sẽ cho vào những cái gì và tôi sẽ phải học những cái gì ở giai đoạn này thôi đúng chưa ạ thì các em nhìn vào đây đối với cái việc chị khái quát lại về cấu trúc đề này thì các em cũng đã định hình ra rồi đó là tôi sẽ cần phải trọng tâm ôn đọc hiểu nắm được những cái kiến thức để giải quyết được bốn cái câu hỏi ở các cái mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Đối với à, phần làm văn thì nghị luận xã hội tôi sẽ viết đoạn văn khoảng 200 chữ và cái đề bài mà tôi sẽ trọng tâm đó là gì ạ? Đề bài mà tôi sẽ trọng tâm đó là đưa ra khía cạnh của một vấn đề chứ không phải là một vấn đề lớn. Và câu số 2 thì sẽ là phân tích cảm nhận một cái trích đoạn và đây sẽ là một cái tác phẩm thuộc chương trình lớp 12, chưa biết là thơ hay văn xuôi. Và sau đấy thì sẽ đưa ra giải quyết một cái yêu cầu nâng cao. Được chưa nào? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau thử làm cái đề này để xem là các bạn sẽ đúng được bao nhiêu phần trăm nhá. Các em ơi, các em đã thử làm chưa? Hay là chúng mình mới chỉ xem thôi? Các bạn đã thử làm chưa hay chúng mình mới chỉ xem thôi? Các em đã làm chưa ạ hay chúng mình mới chỉ xem thôi ạ? À? Và các bạn ơi, nếu như trong giai đoạn này mà các bạn vẫn đang băn khoăn, chưa biết làm thế nào để chúng ta ôn đúng cấu trúc, thì các em có thể thử tham khảo cái khóa học mới nhất của chị Hiên, đó là khóa học thực chiến đề nhá. Đây sẽ là cái khóa để cùng chúng ta luyện theo đúng cái chuẩn cấu trúc đề của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong năm nay. Và hiện tại thì đang có một cái mức học phí hình như chỉ là 899 thôi, cho hai mươi mấy buổi học đấy ạ. Các em có thể thử tham khảo. Được không ạ? À? Chị nghĩ là cái khóa này sẽ rất phù hợp với các em. Các bạn thử tham khảo xem nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có ở đây phần 1 đọc hiểu. Thường nhá, thấy xu hướng bây giờ ấy. À chị hướng dẫn làm lệnh nâng cao đi. Ok, yên tâm chị sẽ hướng dẫn. Các bạn nhá, chị sẽ hướng dẫn. Các em cứ bình tĩnh ạ, à, chị sẽ hướng dẫn. Rồi, chúng mình sẽ có ở đây này như sau. Câu số 1, phần số 1 đọc hiểu, đọc đoạn trích này. Nếu muốn nhận file này thì các em có thể chia sẻ phần phát trực tiếp này nhá. Rồi ạ. À. Đọc đoạn trích. Đã dạt về cuối trời, vẫn đổ bóng sang vòm trời khác. Những đám mây kia ơi, bay nhẹ thế làm ta kinh ngạc. Bay như chưa biết mình từ nước, chưa từng hóa cơn mưa, chưa từng có phút giây cuồng nộ, vô ưu bay chẳng để ai ngờ. Những đám mây kia ơi, chân trời ấy làm sao chứa được, đã có lúc ghì mình sát đất rồi bay theo mộng mị kiếp người hòa tất thầy vào đời sống khác lại làm mây di tán lưng trời à trích từ một cái tác phẩm mang tên là những đám mây cuối trời của tác giả đoàn văn mật bây giờ chúng ta sẽ có các cái câu hỏi ở đây các bạn có thể nhìn thấy này câu 1 xác định thể thơ của đoạn trích quá dễ đúng không ạ không làm được câu này thì thôi ngất xỉu luôn các em có xác định được thể thơ không chúng mình ơi chúng mình cùng làm với chị luôn đi ạ à, để xem là các bạn sẽ đúng được bao nhiêu phần trăm trong cái đề minh họa mà chúng ta có ở đây đối với một cái câu mà như các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có đó chính là gì ạ à? đó chính là một cái cấu trúc đề rất là khớp với đề thi năm nay luôn à ok tốt chính xác ạ à. đúng rồi có điểm rồi <laughs> có điểm rồi ạ à? không có lý do gì lại không có điểm cả đúng không ạ à? chính xác thể thơ tự do có điểm rồi. Nào, tiếp theo nhá. Chỉ ra biện pháp tu từ được thể hiện trong những dòng thơ sau đây. Chúng ta thấy rằng là đây vẫn là dạng câu hỏi nhận biết và yêu cầu chúng ta là chỉ ra biện pháp tu từ. À, thế thì các bạn có thể thấy ở đây là cái biện pháp tu từ nếu như ở trong cái đoạn này thì các em có thể nhìn ra là gì nhỉ? Bay như chưa từng biết mình từ nước, chưa từng hóa cơn mưa. Bay như chưa biết mình từ nước, chưa từng hóa cơn mưa, chưa từng có phút giây cuồng nộ, vô ưu bay chẳng để ai ngờ. À, rồi trời ơi, có điểm tiếp. <laughs> Rất là tốt, chính xác, chúng ta có biện pháp so sánh. Bay như chưa từng biết mình từ nước, đúng không ạ? À thì à, bay như chưa biết mình từ nước hoặc là điệp chưa từng chưa từng. Chính xác. Tốt. Rồi, các bạn ơi, các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Như vậy là lại tiếp tục có điểm rồi. <laughs> chúng mình đều rất là giỏi ạ. À. Chị thấy là các em đều nắm kiến thức của phần đọc hiểu rất là tốt và những câu này đã giúp chúng ta ghi điểm ngay lập tức rồi. Các bạn có thể thấy là rõ ràng là nếu như chúng ta kiên trì học tập thì không có lý do gì đối với những cái phần đọc hiểu này mình lại không làm được, đúng không ạ? À? Câu số 3 đây là dạng câu hỏi mà chúng ta sẽ gì ạ? À đây là dạng câu hỏi mà chúng ta sẽ cần phải có cái kiến thức. Đây ạ, nêu nội dung của những dòng thơ sau. Đã có lúc ghi mình sát đất, rồi bay theo mộng mị kiếp người, hòa tất thầy vào đời sống khác, lại làm mây di tán lưng trời. <laughs> Các bạn ơi nào! ở đây là người ta nói rằng là chỉ ra biện pháp tu từ vậy thì là em sẽ phải nêu ra cả hai còn khi nào mà người ta có yêu cầu là chỉ ra một biện pháp tu từ được thể hiện trong những dòng thơ sau thì em chỉ ra một mới là đúng nhung nhá nhung chú ý giúp chị ạ rồi thế thì ở đây chúng ta sẽ có đó là nêu nội dung của những dòng thơ sau à các bạn ơi các bạn có thể thấy là đối với cái cái câu này thì dường như là một cái câu mà hay gây khó khăn cho chúng mình đây có vẻ như đây là một cái câu hay gây khó khăn cho chúng mình ạ à. thì bây giờ làm thế nào để chúng ta xử lý những cái dạng câu hỏi kiểu như thế này bây giờ các bạn sẽ cần phải đọc các bạn sẽ cần phải đọc lại bài thơ này một lần để xem là bài thơ này viết về cái gì à viết về những đám mây đúng không đã giạt về cuối trời những đám mây đã giạt về cuối trời vẫn đổ bóng sang vòm trời khác những đám mây kia ơi bay nhẹ thế làm ta kinh ngạc Đấy và cái cái hình tượng chủ yếu ở đây là gì ạ? Là những đám mây Thế nhưng mà bản chất thì các bạn sẽ thấy là Đa số là những cái bài thơ mà có dùng những cái hình tượng nào đi chăng nữa Thì nó vẫn sẽ chủ yếu là mượn những cái hình ảnh đó Để nói về những câu chuyện của con người Đúng không ạ? Sẽ thường là như vậy Thế thì ở đây mình đặt vào này Đã có lúc ghi mình sát đất Rồi bay theo mộng mị kiếp người hòa tất thầy vào đời sống khác lại là mây di tản lưng trời à thế thì ở đây chúng ta có thể thấy là dựa vào những cái hình ảnh đó chúng ta có thể thấy là khổ thơ đã cho thấy là những đám mây đã thay đổi không ngừng hòa mình này hóa thân trong một không gian rộng lớn mặc dù là có những thời điểm bị ghi sát mặt đất nhưng cũng có lúc lại mộng mị được không ạ à? hòa nhập vào một đời sống khác để rồi lại phân tán và tiếp tục tham gia vào cái vòng tuần hoàn của tự nhiên cũng giống như chúng ta có thể thấy là gì ạ à? cũng giống như muốn nói về đời sống của con người cũng có những cái thời điểm phải trải qua những cái khó khăn thử thách rồi lại gì ạ à? rồi lại bay bổng theo những cái đam mê theo những cái ước vọng của mình được không nào thì ở đây chúng ta có thể chú ý là các bạn có thể triển khai đương nhiên nhá chúng ta chỉ cần làm được theo cái ý đó thôi còn các bạn cũng không cần phải gọi là chúng ta phải có một cái diễn đạt à chúng ta phải có một cái diễn đạt gọi là gì ạ à, chính xác là như vậy miễn là các bạn có được gì ạ miễn là các bạn có được một cái diễn đạt mà nó đúng ý là ok ạ được không nào các bạn có được một cái diễn đạt đúng ý là ok nên là các em sẽ chú ý giúp cho chị là đối với cái câu này thì chúng ta có thể thấy được rằng là gì ạ chúng ta có thể thấy được rằng là à, nội dung ở đây là cho thấy cái sự hòa mình cho thấy cái sự hóa thân của những đám mây trong nhiều trạng thái tồn tại đấy ạ đúng không ạ hòa mình hóa thân trong nhiều trạng thái tồn tại khác nhau đồng thời thể hiện cái sự tuần hoàn à một cái gì ạ? vòng tuần hoàn của tự nhiên của vũ trụ thì chúng mình sẽ chú ý như vậy nhá. Và cái câu số 4 ở đây sẽ là gì? Từ suy ngẫm của tác giả về những đám mây cuối trời trong đoạn trích trên, hãy rút ra bài học về lẽ sống cho bản thân. Thì cái này sẽ tùy thuộc vào các em, các em có thể đưa ra là luôn biết sống lạc quan, tích cực, sống hết mình cho hiện tại, chấp nhận những thử thách trong cuộc sống vượt qua Đúng không ạ? Chấp nhận những thử thách trong cuộc sống và vượt qua nó. Hay ví dụ như ở đây thì chị chọn một cái bài học đó là hãy theo đuổi tự do. Được không ạ? Ví dụ như thế. Cái này thì sẽ tùy nhá. Có rất là nhiều hướng để các bạn làm bởi vì là theo quan điểm của các em mà. Nhá. Và làm sao mà cái sự lựa chọn của các bạn đối với cái lẽ sống, đối với cái thông điệp được rút ra ở đây nó phù hợp với cái nội dung của văn bản là ok. Được chưa ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là đối với cái câu số 4 này chẳng hạn chị lựa chọn một cái nội dung đó là à, bài học về lẽ sống mà tôi rút ra là hãy theo đuổi tự do. Giống như hình ảnh những đám mây trôi trên bầu trời, vô ưu bay chẳng để ai ngờ thì con người cũng cần có một cái cuộc sống tự do, đúng không ạ? Không bị ràng buộc bởi những quy tắc, một cái thiết chế nào và sống trong tự do là một cách sống để con người có thể thoải mái sáng tạo, tiến bộ và hướng tới những mục tiêu mà mình đã đề ra. Thì ví dụ là như vậy thì rõ ràng là ở cái câu số 4 này đối với cái dạng câu hỏi vận dụng cao ấy thì các bạn sẽ thường là các em sẽ đưa ra rút ra rút ra cái bài học. Sau đó thì các bạn sẽ lý giải vì sao các bạn lựa chọn cái đó và có thể là gửi gắm một cái thông điệp ngắn gọn thì đây sẽ là cái cách mà chúng ta vẫn thường làm. Và khi mà trao đổi về những cái câu liên quan tới gì ạ? Liên quan tới vận dụng cao thì chị cũng đã nói rồi. Nên là chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Được không ạ? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Bây giờ tiếp tục ở đây. À bây giờ tiếp tục ở đây ạ. Các bạn sẽ để ý giúp cho chị này. Chúng mình sẽ có ở đây. Nhá, các em sẽ có ở đây ạ. Đây là câu số 4. Bây giờ thì chúng mình sẽ có phần làm văn. Và ở phần làm văn này thì chúng mình có hai câu. Câu số 1 là một đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ và đề bài mà chúng ta cần phải giải quyết đó là gì ạ? Đó là ý nghĩa của thái độ sống tích cực. Đây là một đề quá easy, <laughs> một đề quá đơn giản đối với các em đúng không ạ? Các bạn có thấy là cái đề này rất là dễ với chúng mình không ạ? Cực kỳ hợp sức với các bạn đúng không ạ? À, vừa sức với các bạn đúng không ạ Chúng mình ơi chúng mình có thấy là cái câu này dễ không Các bạn là có thấy là cái câu này dễ không ạ À ý nghĩa của thái độ sống tích cực Nói chung là nếu như mà Đề thi trung học phổ thông quốc gia mà cũng vừa sức như thế này Thì chị nghĩ là 8 cộng 9 cộng Là một cái điều mà các bạn hoàn toàn có thể đạt được Hoàn toàn có thể đạt được ạ Chắc chắn luôn ạ Ở đây chúng ta có thể thấy cái câu số 1 trong phần làm văn là câu nghị luận xã hội thì đưa ra cho chúng ta một cái nội dung đó là ý nghĩa của thái độ sống tích cực. Các bạn cũng thấy là chị đã hướng dẫn cho các em rất kỹ về cái cấu trúc của cấu trúc của cái câu nghị luận xã hội rồi. Chúng ta sẽ có 3 phần là mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Mở đoạn các em phải nêu được vấn đề hay nói cách khác là các em phải đưa ra được cái từ khóa này đó chính là ý nghĩa của thái độ sống tích cực đúng không ạ em phải nêu ra được cái này đúng chưa đây thì ví dụ có rất là nhiều cách và có rất là nhiều ý tưởng để các em có thể đi có rất là nhiều cách và có cực kỳ nhiều ý tưởng để các bạn có thể đi ạ thì chúng mình có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có này ví dụ như một cái cách đầu tiên đó là trong hành trình trong hành trình dài muôn dặm của cuộc đời chúng ta sẽ phải đương đầu với những bất chắc trông gai Khiến bao tâm hồn phải trùn bước hay mất niềm tin vào ngày mai Nhưng giữa bức tranh ấy Vẫn luôn tỏa sáng bảng màu rực rỡ của tâm hồn lạc quan Những con người mang trong mình thái độ sống tích cực Ví dụ thế Còn nếu như mà cảm thấy cái cách này vẫn dài Thì các em có thể lựa chọn cách này Đó là gì ạ? Nhiều khi bản thân phải đối diện với bầu trời tăm tối Mình vẫn lựa chọn cách mỉm cười ngẩng cao đầu hiên ngang trong bão rông bởi chúng ta đều hiểu rõ về ý nghĩa kỳ diệu của thái độ sống tích cực ví dụ vậy được không ạ thì nó cũng là một cái cách rất là dễ để các bạn đi vào không biết là bây giờ thì các em đã rèn luyện cái việc viết nghị luận xã hội đến đâu rồi nhưng mà đến bây giờ mà đọc cái đề này mà các bạn vẫn còn thấy khó để triển khai thì chị nghĩ là các em sẽ phải xem lại về cái cách viết nghị luận xã hội của mình đấy ạ chắc chắn là như vậy. Sau đấy thì chúng ta sẽ lần lượt đến với các cái thao tác. Các em sẽ lần lượt đến với các cái thao tác. Đây là phần mở đoạn nhá. Phần thân đoạn thì chúng ta sẽ tiến hành giải thích thái độ sống tích cực là gì. Được không ạ? À? à, thái độ sống tích cực là gì? Các em sẽ đưa ra. Thái độ sống tích cực là sự bình tĩnh, lạc quan, tìm ra cách giải quyết phù hợp và không khuất phục trước những sóng gió của cuộc đời. Ví dụ thế thì ở đây các bạn sẽ chú ý là chị đưa cho các bạn những cái cách để các bạn giải thích các em chỉ nên chọn một cái cách rất là ngắn gọn thôi bởi vì chúng ta không có nhiều dung lượng để chúng ta làm các em hãy nhớ giúp chị là như vậy ạ chúng ta không có nhiều dung lượng đâu và các em đừng bị tham đến bây giờ mà vẫn có rất là nhiều bạn viết nghị luận xã hội và các bạn ấy gửi bài về cho chị và các em có biết là các bạn ấy viết các em có biết là là các bạn ấy viết bao nhiêu không? Bao nhiêu dung lượng không? Viết tận hai mặt ạ à, và đến bây giờ vẫn rất là vỗ vỗ cái gì ạ? À? Vỗ ngực tự hào rằng là tôi có thể viết được dài như thế. Trong khi các em có biết không? Các em có biết được rằng là cái việc các em viết dài, người ta nhìn vào người ta đã thấy được là quá dung lượng cũng là một cái gì ạ, à? cũng là một cái mà rất là dễ để người ta ngay lập tức trừ điểm về mặt hình thức của các bạn không? Thế nên ngày hôm nay có những bạn nào vẫn còn đang viết nghị luận xã hội rất là dài dòng Thì phải xem lại Vì khoảng 200 chữ thì nó chỉ rơi vào khoảng 2 phần 3 mặt giấy thi thôi Đã là dài rồi Đừng có lố quá mà sang đến tận mặt thứ hai Rồi đến khi thi xong rồi điểm thấp Về lại cứ băn khoăn không biết vì sao mình viết như thế Mà điểm của mình thấp Các em nhá dung lượng rất quan trọng vì người ta đã đưa ra yêu cầu mà thì các em phải thực hiện được cái yêu cầu đấy là chuyện rất bình thường được chưa nào vậy nên ví dụ tôi chỉ lựa chọn cái này thôi một ý một câu duy nhất thôi được chưa sau đấy tiến hành phân tích bàn luận hãy nhớ là cái khía cạnh được đề cập đến ở đây đó chính là ý nghĩa của thái độ sống tích cực đúng không ạ ý nghĩa của thái độ sống tích cực vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng là Chúng ta phải đặt ra một cái câu hỏi là nếu như tôi mang trong mình cái thái độ sống tích cực thì nó sẽ có cái tác động như thế nào đến cuộc sống của tôi. Và khi nó đã có những cái tác động như vậy đến cuộc sống của tôi thì từ cái việc là tác động đến cuộc sống của mỗi người thì cũng sẽ tác động như thế nào đến cuộc sống của cộng đồng, của xã hội. Rất là đơn giản để làm, sau đấy thì các bạn sẽ tìm tìm giúp chị là khoảng 2 đến 4 ý các bạn nêu ra ở đây được chưa ạ ví dụ đây đối với cá nhân này thái độ sống tích cực thì sẽ giúp cho chúng ta có thêm niềm tin đúng không ạ có thêm niềm tin để thực hiện các mục tiêu cá nhân đúng không à, giúp con người nhìn nhận khó khăn từ góc độ lạc quan biến chúng thành cơ hội đúng không ạ và những người mang thái độ sống tích cực thì cũng sẽ thường truyền cái cảm hứng sống tốt đẹp cho mọi người xung quanh đối với cộng đồng thì à, chúng ta sẽ gì ạ à? tạo ra một cái lan tỏa một cái năng lượng tích cực trong cộng đồng Đấy chưa nào dẫn chứng thì các bạn có thể lấy những dẫn chứng quen thuộc ví dụ như chủ tịch hồ chí minh thầy giáo nguyễn ngọc ký hay là tác giả diễn giả nick vui trích đều được hoặc nếu không thì các bạn có thể lấy những dẫn chứng mới chẳng hạn ví dụ như là vận động viên cờ vua việt nam nguyễn thị mỹ linh đúng không ạ À, chúng ta thấy rằng là gì ạ mặc dù là cuộc sống phải đối diện với nhiều khó khăn phải đối diện với nhiều thử thách thế nhưng mà nguyễn thị mỹ linh đã luôn đối diện với cuộc sống bằng một cái một cái gì ạ bằng cái sự tích cực của mình và sau đó thì chính cái điều đó đã giúp cô vươn lên khẳng định bản thân và đã được vinh danh với giải thưởng là thanh niên sống đẹp năm 2023 được không ạ hay là chúng ta có dẫn chứng về à, cô gái không tay lê thị thắm nỗ lực vượt lên hoàn cảnh bước chân vào cổng trường đại học hồng đức đúng không ạ đó thì các bạn sẽ chú ý ạ chúng ta sẽ lấy những cái dẫn chứng phù hợp với đề bài những con người mà mang trong mình một cái lối sống tích cực một cái sự tích cực một cái suy nghĩ tích cực được không ạ thái độ sống tích cực và sau đó thì họ đạt được những cái điều gì sau đó thì chúng ta có thể tiến hành là mở rộng phản đề liên hệ bản thân và cuối cùng là kết đoạn thì ở đây chị cũng có để một cái bài mẫu để chúng mình có thể tham khảo các bạn nhá những bạn nào mà nhận đề những bạn nào mà nhận uh, cái đề này nhận cái đáp án này thì các em có thể chủ động tham khảo nhá được không nào ok chưa ạ à? các bạn có thể chủ động tham khảo cái đáp án mà chị sẽ gửi tặng cho chúng mình đấy thế nên là bạn nào có bạn nào chưa biết cách để nhận cái đề tham khảo này không chúng mình có thể là sẽ chia sẻ phần phát trực tiếp này và tát thêm hai người bạn để chúng mình nhận cái gợi ý đáp án đề tham khảo này cho chị Hiên nhá. Được chưa nào? Và sau đó thì chúng ta sẽ đến với câu số 2. Đây là một tác phẩm mà chị nói thật. Vừa tối hôm qua chữa xong. Vừa tối hôm qua trao đổi xong, nói thật là như thế. Được một cái là không hiểu vì sao nhưng mà được một cái là cứ hay gọi là giống như thế nào nhỉ? May mắn phát trực tiếp Chúng ấy, đấy là nói thật là như thế cứ bị một cái giống như kiểu bị may mắn ấy thế nên cũng rất là mong là cái sự may mắn này thì sẽ tiếp tục duy trì để trong những cái ngày phát trực tiếp cùng với các em đặc biệt là trong những ngày cuối trước khi mà các bạn thi biết đâu chị hiên lại may mắn phát chúng vào cái nội dung mà các bạn sẽ thi được không ạ à? thì chị nghĩ rằng là đó chỉ là hên xui thôi mình không thể nào chờ đợi vào cái sự hên xui đấy được nhưng mà đương nhiên là mình vẫn mong cái điều đấy đúng không nào? Bởi vì nếu như bây giờ mà à, các em được học cùng với chị một lần rồi, được ôn tập lại thêm một lần nữa thì chắc chắn là bản thân các bạn cũng sẽ có được một cái sự chuẩn bị tốt hơn, đúng không nào? Thế thì bây giờ đối với cái đề 2 này. Bây giờ các em nhìn nhìn lên cái câu 2 này giúp chị nhá. Thì các em sẽ thấy là đầu tiên là tôi xác định là cái trích đoạn này nằm trong tác phẩm ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phù Ngọc Tường. Đây là một bút ký rất tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của người nghệ sĩ này Đúng không ạ? Cái tiếp theo các bạn sẽ chú ý giúp cho chị Đó chính là cái đoạn mà chúng ta có ở đây Từ hình như trong khoảnh khắc trùng lại của sông nước ấy Cho đến cái phần đó là người dân nơi châu hóa xưa Mãi trung tình, mãi mãi trung tình với quê hương xứ sở Thì các em có thể thấy nhá Đó là gì ạ? Các bạn có thể thấy giúp chị một điều đó là đây là hai cái đoạn nói về sông Hương trong lòng thành phố Huế, đoạn đầu tiên và được nhìn qua góc độ âm nhạc. Còn đoạn thứ hai là sông Hương khi rời khỏi kinh thành. Đúng không ạ? Để chuẩn bị đổ ra biển đấy. Đấy thì các em sẽ chú ý là chúng ta nhìn cái là chúng ta phải nhận định được là cái nội dung chính của trích đoạn đó là gì luôn. Sau khi mà tôi nhận định nội dung chính rồi, thì tôi mới bắt đầu là phân ra thành các câu ở mỗi câu đó thì lại thể hiện cái nội dung gì đúng chưa ạ thì các em sẽ thấy là chúng ta nhìn vào chúng ta cũng biết là đây là cái vẻ đẹp của con sông hương được nhìn qua góc độ địa lý và cụ thể chúng ta thấy được ở đây đó là sông hương được nhìn qua góc độ địa lý và trong cái hành trình đó là trong lòng thành phố huế khi được nhìn qua góc độ âm nhạc và rời khỏi kinh thành huế để chuẩn bị đổ ra biển được chưa ạ ok chưa ạ nhá thế thì sau đấy thì các bạn xác định được như vậy rồi thì chúng mình sẽ tiến hành viết thôi mở bài thì các a à, còn có yêu cầu nâng cao nữa thì các em thấy cái yêu cầu nâng cao của đề bài này rất dễ để làm bởi vì sao nó không mang quá nhiều cái tính lý luận mà ở đây thì chỉ là cái nhận xét về tình cảm của nhà văn hoàng phủ ngọc tường đối với sông hương được thể hiện qua đoạn trích thôi thì nói đến cái nội dung này chắc hẳn là các bạn cũng biết rồi hoàng phủ ngọc tường có yêu mến sông hương không rất là yêu mến có gắn bó với dòng sông hương không cực kỳ gắn bó đúng không ạ à? có trân trọng dòng sông này không cực kỳ trân trọng phải không ạ à? có hiểu dòng sông này không cực kỳ hiểu dòng sông này đúng không ạ à? thế thì đấy là những cái từ mà chúng ta chưa cần đọc chúng ta tìm hiểu về hoàng phủ ngọc tường là chúng ta cũng đã biết được rồi bởi vì hoàng phủ ngọc tường là một cái nhà văn mà yêu huế rất nhiều và các em cũng biết được rằng là dòng sông hương ấy là một cái con sông biểu tượng của thành phố Huế. Thế nên khi mà dành cái tình yêu cho Huế ấy, thì dường như Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng dành tình yêu cho tất cả những cái điều gì được gọi là đặc biệt nhất của Huế. thì sông hương cũng là một trong những điều đặc biệt mà. thì chúng ta sẽ đầu tiên là đối với cái việc giải quyết yêu cầu phụ là các bạn cứ chốt lại một câu giúp chị là cái tình cảm mà gì ạ à? mà mà hoàng phủ ngọc tường dành cho sông hương là như thế nào và chúng ta thấy rằng là cái tình cảm đấy nó cũng như ra sao sau đấy các em làm rõ thôi được chưa ạ à? thì về tiến trình làm nhá đầu tiên đối với phần mở bài các em phải nêu được cả trích đoạn và phải nêu được cả yêu cầu nâng cao nữa Đừng bao giờ quên Có rất nhiều bạn là chỉ nêu ra mỗi cái trích đoạn thôi Thì như vậy rất uổng các em phải nêu được ra cả yêu cầu nâng cao thì mới đạt nhá. Được chưa ạ? Phải nêu được ra cả yêu cầu nâng cao. Ok chưa? Sau đấy đến phần thân bài luật điểm 1, em sẽ cần phải tiến hành đó là khái quát về tác giả tác phẩm và vị trí của đoạn trích này. Đấy, được chưa ạ? Luật điểm số 2 là phân tích trích đoạn thì em sẽ cần phải có hai ý đó là giới thiệu về hình tượng và cái thứ hai là phân tích cái trích đoạn này được chưa ạ? À? đoạn này là một đoạn khó đấy, đặc biệt là một cái đoạn nói về uh, nhìn nhận sông hương qua góc độ âm nhạc ấy. đoạn đấy khó đấy, khá là khó hiểu. Nếu mà các em không có kiến thức nền chắc thì thường là các em sẽ bị hay mắc ở cái đoạn này. Còn lại đối với đoạn mà ví dụ nơi thượng nguồn hay là xuôi về đồng bằng châu thổ hay là trong lòng thành phố Huế cái đoạn mà chảy qua kinh thành, ấy, trong cái không gian kinh thành Huế thì những cái đoạn đấy có khi lại dễ nhưng mà đối với cái đoạn này thì thành ra lại hơi bị hiểm hóc một tí nếu như chúng mình không học chắc bởi vì thường là các bạn thấy là cái đoạn này sẽ là cái đoạn không quá quan trọng đúng không ạ nhưng mà bây giờ cái xu hướng đề lại hay kiểu thế các em ơi thì ở đây chúng ta sẽ có là phân tích trích đoạn này thì các em sẽ phải phân tích hai cái đoạn nhỏ đó đoạn đầu tiên là đoạn nói về gì nói về vẻ đẹp của sông hương trong lòng thành phố huế được nhìn qua góc độ âm nhạc với hình ảnh người tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya đúng không ạ đấy một cái sự so sánh rất là độc đáo ở trong đó rồi thì uh, những cái lập luận của hoàng phủ ngọc tường để đi tới một cái kết luận rằng là à thì ra là dòng nước sông hương chính là cái nơi gì ạ à, chính là một cái nơi xuất phát cho âm nhạc cổ điển huế đúng không ạ sinh thành cho cái nền âm nhạc cổ điển huế đó thì các em sẽ chú ý ạ đoạn tiếp theo thì sẽ là gì Đoạn tiếp theo thì sẽ là một cái hình ảnh dòng sông Hương khi mà rời khỏi thành phố Huế vừa lưu luyến vừa bị rịn Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm rõ cái điều đấy. Sau đấy thì các em sẽ có thể là luận điểm số 3 và luận điểm số 4 là các em có thể thay đổi vị trí cho nhau nhá. Hoặc là các bạn sẽ khái quát nội dung đặc sắc nghệ thuật trước. Sau đó các bạn tiến hành giải quyết yêu cầu nâng cao cũng được. Hoặc nếu không thì các em giải quyết yêu cầu nâng cao cũng được. Sau đó thì các em sẽ tiến hành là khái quát đặc sắc nội dung, đặc sắc nghệ thuật cũng được. Được không ạ? À? Cách nào cũng được. Thì ở đây ví dụ như giải quyết yêu cầu phụ này. Dưới ngòi bút của Hoàng Phủ Ngọc Tường, sông Hương Chưa Khi Nào đơn thuần chỉ là một dòng chảy địa lý. Nó có trong mình tính cách tâm hồn. Mọi đặc điểm của dòng chảy đều được nhà văn nhân hóa ví von, giống như một nét suy nghĩ, cư xử rất đổi tình tứ dịu dàng để có những độc đáo liên tưởng như vậy? Có lý do nào khác ngoài một tình yêu chân thành của nhà văn dành cho con sông xứ Huế mà đoạn trích trên là một minh chứng rõ nét? Đoạn trích là sự đan xen khéo léo giữa những khám phá địa lý, những câu chuyện suy tư cá nhân, đủ để thấy sông Hương đã để thương để nhớ trong lòng tác giả nhiều đến nhường nào. Tình cảm nhà văn dành cho dòng sông Hương là sự yêu mến, trân trọng, xuất phát từ tình yêu quê hương xứ sở cùng vun bồi khao khát khám phá của một tâm hồn nghệ sĩ. Đó là tình yêu của một con người đầy uyên bác, sự thấu hiểu say xưa của một cuộc tình sâu xa thắm thiết. Làm rõ hơn cho cái tình cảm đó đi ạ. Thì ở đây chúng mình sẽ có Hoàng Phủ Ngọc Tường cấp tiếng khóc chào đời tại Huế. Huế mặc dù không phải là quê gốc của ông, nhưng lại là nơi nhà văn lớn lên trưởng thành và gắn bó nhiều. Có lẽ cũng chính vì điều này mà ông yêu thương thành phố Huế tha thiết. Tình cảm ông dành cho Huế nói chung và cho sông Hương nói riêng là vô cùng sâu nặng. Nhìn vào những trang văn của người nghệ sĩ này, bạn đọc sẽ phát hiện chảy suốt đời văn và đời người Hoàng phủ là dòng sông Hương, nhưng ngược lại, nếu không có những trang viết của ông thì Hương Giang đã không long lanh như thế trong lòng biết bao nhiêu người đọc, dù đã đến hay chưa đến Huế. Phải yêu Huế lắm, gắn bó với Huế lắm. Tác giả mới dẫn người đọc vào không gian đó của mình để cùng lắng lòng lại, đánh thức trong lòng người đọc hoài niệm những tình cảm dành cho mảnh đất cố đô và đặc biệt là dòng sông Hương. Chúng ta dùng một cái gì ạ? À? Chúng ta dùng một cái câu trích dẫn để chốt lại cái này. Thường á, đây là một cái cách khá là hiệu quả để các bạn có thể làm. Đó là có người đã từng nói rằng nếu Mai Kiêu Hoàng cầm từ giã cuộc chơi thì sau lưng ông vẫn có dòng sông đuống tiễn đưa và cũng nói theo cách của Hoàng Phủ Ngọc Tường rằng mai kia tôi về ngủ trên đồi, hẳn ông sẽ có dòng hương đưa tiễn với tất cả đời văn của mình dâng hiến cho Linh Giang xứ Huế. Sông Hương và xứ Huế đã đến với bạn đọc qua những trang văn, đó kiều kiểu như vậy, được không nào và cảm nhận được cái tình cảm sâu nặng giữa Hoàng Phủ với dòng hương thơ mộng. Đó, sau đó các bạn sẽ đánh giá lại đặc sắc nội dung, đặc sắc nghệ thuật và các bạn sẽ có thể kết bài nhé. Ok chưa ạ? các bạn sẽ có thể kết bài thì đây là một cái bài làm hoàn chỉnh mà chị sẽ gửi cho các bạn sau cái buổi phát trực tiếp ngày hôm nay thế nên là sau cái buổi ngày hôm nay thì chị nghĩ là các em có thể tạm yên tâm bởi vì là cái cấu trúc của chúng ta thì không có gì thay đổi cả đúng không ạ không có gì thay đổi ở cái cấu trúc này cả việc mà tất cả chúng ta cùng phải làm bây giờ đó là tôi sẽ cần phải học tập nghiêm túc đó là điều duy nhất mà chị khuyên các bạn sau cái buổi mà định hướng về cái đề thi minh họa ngày hôm nay chúng ta không còn nhiều thời gian nữa và bây giờ thực sự là một cái thời điểm để các bạn phải nghiêm túc học tập rồi mong rằng là các em sẽ kiên định với hành trình mà mình đang đi và nỗ lực nhiều hơn nữa để chúng ta có thể thu nạp được nhiều kiến thức nhất có thể và có một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 sắp tới chúng mình nhá. Hy vọng là sẽ được gặp các bạn ở trong những khóa học của học văn Trị Hiên để có thể đồng hành cùng với các em. Còn bây giờ thì chắc là sẽ gửi lời chào tạm biệt tới chúng mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo và chúc các bạn sẽ có một hành trình ôn tập thật là hiệu quả nha. Xin chào, và hẹn gặp lại các em. Cảm ơn các bạn nhá.